Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người trả lời câu hỏi đố vui ha, để mà nhận những vật phẩm của NBC trên chỗ cái Plaza này nha mọi người. Do đang là sự kiện là sinh nhật 1 năm đó mọi người, rồi trả lời câu hỏi đố thì các bạn sẽ nhận được những vật phẩm. Và những vật phẩm này thì các bạn sẽ đem về nhà decor nha, decor nhà nha mọi người. Theo câu trả lời chỗ này là bạc hà nè. Đấy, xong rồi các bạn tiếp theo rồi điểm mầm non để đổi khinh khí cầu chocolate bạc hà nha các bạn. Rồi chúng ta chọn điểm mầm non. Đấy thì bây giờ chị bán kem sẽ tặng chúng ta một cái cây kem các bạn. Cây kem này thì sẽ về nhà trang trí được ha. Đó, quà là một cây kem nha mọi người. Cô bán xúc xích nè, cũng cho mình câu hỏi đố vui luôn. Đấy, rồi bắt đầu nha mọi người. Thì tôi bán tổng cộng bao nhiêu món thì chú xúc xích này bán 3 món thì phải các bạn, 3 món. Mình sẽ chọn 3 món ha. Rồi chính xác luôn các bạn ơi. Rồi bánh mì xúc xích 15 tiền sao nha. Rồi giá là 15 tiền sao. Rồi trúng luôn các bạn. Quà của chú xúc xích ha là một cái đẹp bóng đèn led cho mọi hot dog được các kiểu luôn. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ chạy tới bác thuyền trưởng. Rồi không biết là bác thuyền trưởng sẽ hỏi mình câu hỏi gì đây không biết nữa. Trời đất ơi, thuyền chuyển sắc nè mọi người. Rồi tham gia qua đố vui nha, được tự tin đấy gì đấy. Rồi cái gì vậy, hòn đảo nha. Trời ơi, đi đào kho báu ở hòn đảo chứ. Mấy khoang là nhanh nhất nha mọi người. Mấy khoang thì bây giờ mình sẽ chọn mấy khoang. Ok luôn, không biết là bác thuyền trưởng cho mình cái gì nữa đây mọi người. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Ủa cái này là để treo mũ của bác thuyền trưởng ha. Mọi người có biết cái này là cái gì không? Thì comment bên dưới nha. Rồi mình sẽ đi tới NBC tiếp theo nha mọi người. Đây NBC tiếp theo là thầy hiệu phó nha các bạn ơi. Thầy hiệu phó. Rồi mình cũng trả lời câu hỏi luôn ha. Hình như là được tặng giấy khen hay gì á, 5 tiết nha. Cái này là 5 tiết nha mọi người. Rồi chính xác nè, mình cũng ít đi học ở chỗ đây lắm nhưng mà mình vẫn biết nha. Rồi cái này chọn 5 luôn, tại chọn số nhiều đi các bạn ơi. Nằm nhau ra rồi, không biết là thầy hiệu phó cho mình cái gì đây. Trời đất ơi, một cái giấy khen bông hồng sen hả. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái NPC tiếp theo. Thì mình sẽ đi nhận hết tất cả xong mình về nhà mình decor luôn một lần nha các bạn. Rồi NPC tiếp theo là thông tin nha các bạn ơi, nữ hoàng thông tin nè. Thì phương tiện đó là xe bus nha mọi người, các bạn chọn xe bus nha. Và có bao nhiêu chạm thì có 2 chạm nha mọi người. Rồi, ui cái này đẹp nè mọi người. Có số 1 với lại chữ Play Together đẹp ghê ta. Rồi tới lượt cô gái game thủ nha các bạn ơi. Thì không biết là cô gái game thủ này cho mình cái gì nữa, hư hiệu trò chơi à. Rồi trả lời câu hỏi trước đã nha. Số người là 30 người nha mọi người. Và mình sẽ được điểm vương miện trong tiệc trò chơi nè. Rồi ok, trả lời đúng rồi các bạn. Ui một cái tay cầm trò chơi các bạn. Trời ơi cái này dùng để trang trí thôi à, không có xài được nha mọi người. Rồi kết thúc nha. Rồi bây giờ mình đã về nhà để mà đi coi lấy ra cho mọi người xem ha. Coi thử là những món đồ của NBC chỗ mình lấy ra cho mình là có đẹp không cho mọi người. Kiểu như có phát sáng đồ các kiểu không ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn chỉnh sửa nhà và lấy ra để coi cho mọi người xem. Đầu tiên là cái máy tay cầm nè. Rồi quá trời luôn, tổng cộng là 6 món nha mọi người. Với là hồi sáng mình mở được cái này nè. Quay mình trang trí luôn cho nó đẹp. Cái mặt trăng ánh sao ngân hà nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó lên tường đi ha. Cho lên tường cho nó đẹp nha các bạn. Cái này là chủ yếu là trang trí trên tường thôi, trang trí trên tường là đẹp nhất. Rồi một cái nè. Rồi mình quên hai cái nữa mọi người, đó là chỗ anh cảnh sát với lại là tiếp viên hàng không nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra lấy ha. Rồi mình sẽ tới rồi mình lấy thêm một món đồ của tiếp viên hàng không nữa nha. Rồi chữ tiếp viên hàng không nè các bạn. Rồi trả lời câu hỏi. Không biết là tiếp viên hàng không cho mình cái gì nữa. 5 nha mọi người. Cái này chọn 5 nè. Chính xác nè. Rồi con dấu nè. Rồi được một cái huy hiệu bay nhiều các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua chỗ chú cảnh sát ha, để mà lấy thêm một cái huy hiệu cuối cùng nữa. Tại tổng cộng 8 cái nha các bạn. Cái huy hiệu của chú cảnh sát này lấy hơi bị khó nha các bạn. Phải làm hoàn thành xong 3 cái nhiệm vụ thì bây giờ mình sẽ tua nhanh ha. Xong rồi mình nhận huy hiệu cho mọi người xem. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ nhận bằng thưởng ha. Xong rồi đến câu hỏi đố vui nha mọi người. Đây câu hỏi đố vui của chú cảnh sát. Rồi trả lời nha các bạn. Thì bình thường á chúng ta sẽ đi tìm chó nè. Đấy câu trả lời thứ nhất nha. Và câu trả lời thứ hai là người đi cùng chú cảnh sát đó là Maria. Rồi trả lời đúng luôn nha mọi người. Và một cái huy hiệu Victory cho các bạn. Yeah, quá đã luôn. Về nhà để mà trang trí thôi các bạn ơi. Rồi nhắn chỉnh sửa nhà là mình gắn thêm 2 cái nữa là tổng cộng 8 cái là đủ nha mọi người. 8 cái nha. Rồi mình sẽ đặt lên đây một cái chỗ vé máy bay nè.
và một cái hiệu cảnh sát thì mình chưa biết để đâu luôn á. Trời, để đâu ta, để tạm đây nha mọi người. Thì mình chủ yếu là mình làm cái nhiệm vụ này cho mọi người xem thôi, bắt bữa thì mình sẽ đề co một cái gì đó đẹp đẹp hơn. Ôi ok chứ mọi người. Ôi, bữa nay mình có mấy cái điều nhảy xịn đó các bạn. Và clip sau thì mình sẽ cho các bạn là xem thông tin của 10 con cá mới nha, cũng như bóng nè, thời gian nè, bóng 1, bóng 2, bóng 3 hay là thời gian gì đó thì mình sẽ làm clip sau ha. Và tiến hóa của những con thú cưng mới nha các bạn. Thì những con thú cưng mới thì các bạn nuôi xong rồi tiến hóa nó lên đúng không? Thì các bạn chưa biết như thế nào thì xem clip sau của mình nha. Và đừng quên cái xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Boop 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 bo